Vâng, đây là hai con đầu CD, một con rất tầm tiền, một con dòng cao cấp nha các bác, đó là 37XA, giá 18 triệu. Hai sản phẩm đều, tất cả CD đều có khiển hết cho các bác nha. Đây là con 305XA mèo đen, tích hợp cho các bác ghép vào những con âm ly mèo đen hoặc là những con receiver có màn hình mèo đen, rất là tuyệt vời và giá rất là hợp lý cho mèo black này. Hàng đẹp xuất sắc, giá là 8 triệu 500 ngàn, chứ mèo vàng nó tới 10 triệu nha các bác. Con mèo vàng hôm qua em về là giá 10 triệu, con mèo đen là giá 8 triệu rưỡi. Con này rất là tuyệt vời, nếu các bác đang chơi những âm ly đen thì nên sở hữu một con đầu CD như thế này để nghe nhạc cho nó chất lượng. Cho em sẽ khui ra để các bác cùng xem. Vâng, đây mời các bác xem độ đẹp của con CD Sony 305ISA, rất là đẹp nha. Mạch phay xước mèo đen. Đấy, mèo đen người ta gọi là mèo black nha. Đấy, phía trên sản phẩm nha, hồi cổ này, nói chung là đẹp khoảng 95%, rất là mới luôn. Phía trên sản phẩm này, đấy, hàng đẹp kiến công nha các bác, giá này để các bác sưu tầm nha, 8 triệu 500 ngàn. Các nhà là nhân te thì bê em nó về, giá rất là tốt nha. Đây là phía sau của sản phẩm. Đấy, con này seri là 1150, 26W, rất là khủng nha. Rồi, ok, đồ đẹp thì kiên công rồi, chủ yếu là các bác chốt cho em thôi, em gửi hàng tận nơi cho các bác nha. Tiếp tục em quay con 307XA. Rồi, tiếp tục đó là dòng cao cấp 307XA. Đấy, rất là mới nha, hàng để các bác sưu tập, hàng tuyến đẹp kỹ lưỡng cho các bác, không lông mèo lông chuột gì đâu nên các bác phải cân nhắc cái điều đó nha. Cơ bản là giá thôi, 18 triệu bao ship cho các bác nha. Hàng đẹp mỹ mãn nha, thiếu thùng xốp thôi. Phía trên nó này, đấy, rất là đẹp, không một vết nào luôn. Giá 18 triệu đã bao ship cho các bác nha. Hàng đẹp mỹ mãn nha. Rồi, ok, phía sau của em này thì tích hợp cổng ba lăng và cổng AV, không vâng, đủ đầy đủ cổng và seri là 400 nha, 400, dòng là dòng lớn nha các bác, nên tích hợp là cổng ba lăng cho các bác chơi thiết ghép mà thiết bị những con Acufy, những con đầu đĩa này ghép vào những con âm ly Acufy rất là tuyệt vời nha, hoặc là những con âm ly lúc man, không vâng, xanh xui, hai hồi gỗ nó rất là dễ phối ghép và cực kỳ là sang trọng. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Các bác nào cần những hai con đầu này thì alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình 0978 338 14 0965 77 0227. Em ship hàng toàn quốc cho các bác.